thưa quý vị với quyết tâm cao trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành của các quỹ chính quyền sự phối hợp tích cực của mặt trận tổ quốc các đoàn thể và sự nỗ lực phấn đấu của nhân dân trong xã xã dinh tế tranh thủ được sự ủng hộ giúp đỡ của các cấp các ngành trong thành phố trong năm 2022 xã dinh tế thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế hoạch đã đề ra Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới xã giữ vững các tiêu chí nông thôn mới và nâng cao, duy trì và nâng chất 19 trên 19 tiêu chí và 35 trên 35 chỉ tiêu trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Sau thời gian xây dựng nông thôn mới, đến nay diện mạo xã ngày càng khởi sắc, có những chuyển biến nổi bật cả về giao thông, thủy lợi, văn quá, y tế, giáo dục môi trường. Các tuyến đường xã, liên xã, nội đồng được nhựa quá, bê tông quá, đảm bảo cho người dân vận chuyển hàng quá thuận tiện phát huy nội lực của xã do sự ủng hộ của người dân xã triển khai các công trình cơ bản phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương trong năm đã nghiệm thu hoàn thành nạo vét mương và xây dựng mới cống tròn mương thị đội một bờ bắc kênh diện tế nạo vét kênh trà sư đoạn từ kênh 10 đến kênh thala để phục vụ tiêu úng cho tiểu dùng 6, sửa chữa cống trạm bơm tiêu đông thala để phục vụ tiêu úng tại tiểu dùng 1, nâng cấp đường cổ nội đồng tuyến tây kênh 10 sản xuất nông nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực, tổng diện tích gieo trồng cả năm là 7.063,3 ha, đạt 100% so với kế hoạch, giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt khoảng 122,2 triệu đồng trên một ha. Các lĩnh vực văn quá xã hội được quan tâm chỉ đạo thực hiện, đặc biệt là công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo. Công tác vận động các loại quỹ đều đạt kế hoạch đề ra. Trong năm cất mới 8 căn nhà đại đoàn kết, Ngoài ra, xã cũng chú trọng công tác giảm nghèo cho người dân với các giải pháp như hỗ trợ vốn xoay dòng, giúp người dân tiếp cận các nguồn vốn dài ưu đãi từ ngân hàng chính sách xã hội, hỗ trợ cây con giống để phát triển sản xuất. Đến nay giảm 28 hộ nghèo và 14 hộ cận nghèo xã tiếp tục quan tâm đề ra các giải pháp nhằm nâng cao thu nhập cho người dân thông qua công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn thường xuyên tuyên truyền định hướng những ngành nghề dễ có thu nhập cao tư vấn giới thiệu việc làm để người dân tham gia học nghề và có việc làm ổn định khuyên cáo người dân mạnh dạng áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất để mang lại hiệu quả kinh tế cao đã mở 4 lớp nghề cho 120 lao động xác nhận giới thiệu việc làm cho 485 lao động Tỷ lệ trường học các cấp được công nhận cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia đạt 100%, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 97%. Bên cạnh đó, các ban ngành đoàn thể của xã thường xuyên tuyên truyền và tổ chức các đợt ra quân vận động nhân dân chỉnh trang nhà cửa, thu gom và xử lý rác đúng nơi quy định, nâng cấp tuyến đường qua cây xanh, tuyến dân cư Thala để tạo diện mạo xã ngày càng khang trang. Phong trào thể dục thể thao quần chúng tiếp tục phát triển rộng khắp cho mọi đối tượng, các loại hình tập luyện thể dục thể thao được thành lập dưới nhiều hình thức, các môn thể thao được duy trì thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Công tác cải cách hành chính có nhiều tiến bộ rõ nét, nhận thức của cán bộ công chức trong thực thi công vụ từng bước được phát huy hiệu quả, góp phần đáng kể trong xây dựng hệ thống chính quyền vững mạnh. Công tác quân sự quốc phòng địa phương được triển khai và hoàn thành tốt theo kế hoạch đề ra. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững ổn định có thể khẳng định rằng với một bức tranh tổng quát về kinh tế xã hội của xã Dĩnh Tế đã toát lên những gam màu sáng với nhiều tiềm năng và cơ hội sẽ tiếp tục được khai thác dương lên để phát triển bền vững. Năm 2022, xã Dĩnh Tế tập trung lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, tập trung các nguồn lực nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới nâng cao. Thì tình hình kinh tế xã hội của trên địa bàn xã Vĩnh Tế cho năm 2022 là có một sự phát triển rất là vượt bậc. Nhưng mà cái thành tựu nổi bật nhất là thể hiện cái tinh thần đoàn kết nội bộ trong tập thể ban chấp hành, ban thường vụ đảng ủy, cả hệ thống chính trị của xã đã đồng lòng để thực hiện hoàn thành 17 chỉ tiêu kinh tế xã hội của nghị quyết hội đồng dân xã đề ra. Thì trong đó có 6 chỉ tiêu đã vượt và 11 chỉ tiêu đạt. Cái thứ hai là cái vấn đề trọng tâm tiếp theo nữa là cái công tác duy trì nông thôn mới nâng cao theo quyết định 1261 của ban tỉnh thì qua kiểm tra hồ sơ rà soát hồ sơ minh chứng thì hồ, xã kinh Tế tiếp tục được duy trì và nâng chất. Một cái vấn đề uh, trọng tâm thứ tiếp theo về công tác phát triển kinh tế nữa là cái tỷ lệ hộ nghèo giảm theo kế hoạch vượt chỉ tiêu uh, đề ra từ ngay từ đầu năm thì uh, tổng số hộ nghèo của xã đến thời điểm này thì chỉ còn là hai hộ nghèo và 33 hộ cận nghèo cái phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới cũng tác động rất tích cực trong công tác phát triển kinh tế xã hội thể hiện cái nếp sống người dân được nâng lên cái ý thức cảnh quan môi trường vệ sinh môi trường và cái tinh thần đoàn kết tương thân tương ái cũng thể hiện rất rõ rệt rất là rõ nét là tại cụ thể là cái tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững còn về cái cái lĩnh vực mà thu chi ngân sách thì vẫn đảm bảo theo các nguồn thu phân cấp tài chính về thì vẫn thu đạt những thành tựu đạt được nêu trên thể hiện sự nỗ lực thống nhất và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, đồng thời khẳng định sự đúng đắn trong định hướng phát triển và tính hiệu lực hiệu quả của công tác chỉ đạo điều hành, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong năm qua. Chính vì vậy, những thành tựu đã đạt được sẽ tạo tiền đề quan trọng để xác định mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong năm 2023. Cái định hướng trong năm 2023 thì toàn thể Đảng bộ xã ngay từ đầu năm xác định nhiệm vụ chiến lược và mục tiêu quan trọng then chốt của xã là tiếp tục duy trì nâng chất cái mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới nâng cao theo bộ tiêu chí mới của tỉnh đã ban hành trong năm cuối năm 2022 một cái nhiệm vụ tiếp nữa là hiện nay trên địa bàn xã là có cái dự án công trình rất là quan trọng đi qua trên địa bàn xã điểm đầu là cái dự án cao tốc cho đốc cần thơ sóc trăng thì sẽ cùng với các ban ngành đoàn thể của thành phố để thực hiện thành công cái mục tiêu của dự án này trên địa bàn đi qua địa bàn xã chính tế và một cái nhiệm vụ cũng không kém phần quan trọng là tiếp tục thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của thành ủy ban phố và sự hỗ trợ các phòng ban để thực hiện hoàn thành cái đề án xây dựng xã Vĩnh Tế thành phường Vĩnh Tế theo cái chỉ tiêu theo cái sự chỉ đạo của thành ủy ban phố. Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự quyết liệt trong chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp đã tiếp tục duy trì phát triển kinh tế xã hội với những mục tiêu đặt ra Đảng bộ nhân dân xã Dĩnh Tế cùng chung tay bước vào năm 2023 với sự quyết tâm mạnh mẽ và niềm tin vững chắc sẽ vượt qua thách thức, đạt được kết quả cao hơn, tạo đà cho phát triển bền vững trong thời gian tới. Đây sẽ là tiền đề quan trọng trong việc hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ xã đã đề ra.